chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Nhung Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ review bún mắm tép đu đủ miền Tây với mình nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, like, share, bình luận và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo về video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.